Ý nghĩ của chúng ta có thể thay đổi vũ trụ. Ngày 13 tháng 2 năm 2009 tại Pháp. Quý vị có gì để làm ở đây không? Chúng con thiền và gặp sư phụ. Quý vị đã gặp tôi rồi, sao nữa? Chúng con thiền và gặp sư phụ nữa. Gặp tôi nữa. Rồi sao nữa? Sau khi gặp tôi rồi, quý vị lại muốn gặp tôi nữa. Sau đó là gì? Rồi gặp sư phụ nữa. Gặp tôi nữa. Nếu như vậy, quý vị chỉ cần một tấm ảnh của tôi. Quý vị thích một hoàng đế cai trị hay hệ thống dân chủ hiện nay? Dạ, có một hoàng đế cũng không tệ. Có một hoàng đế không tệ, tôi cũng nghĩ vậy. Đó là vì chúng ta không có. Chúng ta thường quý những gì mình không có. Nếu có một vị hoàng đế, chúng ta không biết là điều đó có thật sự tốt hay không. Có một hoàng đế cũng không tệ. Tại sao? Ổn định hơn. Ổn định hơn, đúng vậy. Nhưng còn tùy vào vị hoàng đế. Đôi khi hoàng đế không tốt. Nhưng ít nhất chúng ta không chi ra quá nhiều tiền vào việc bầu cử. Đôi khi ta tự nhạo mình. Ta nói thân hải vô thần sư, ngài nên tu hành yên lặng trên núi. Tại sao ngài đi gặp người ta làm gì? Đôi khi ta nói bình thường. Rồi ta nói với ngài, rất ít người trên đời này muốn tu hành. Tại sao ngài làm việc cực nhọc vậy? Chạy khắp nơi để thuyết pháp. Thảo nào Phật Thích Ca Mâu Ni nói là ngài không hề thuyết một lời nào trong suốt cuộc đời ngài. Tại sao ngài nói vậy? Bởi vì không ai chịu nghe ngài, không ai chịu nghe. Có lẽ người ta nghe nhưng lời của ngài đi vào bên tai này và ra bên tai kia cho nên không hiểu ngài. Vì vậy mà Phật nghĩ ngài không có nói gì cả. Không ai biết trừ khi lời nói của quý vị được ghi lại. Nhưng nếu không ai lắng nghe và không ai hiểu ngài thì giống như ngài không hề nói gì cả. Có một thiền sư nọ cũng nói rằng khi ông thuyết thậm chí đá cũng gật đầu. Có người hỏi tôi, sao có chuyện lạ như vậy xảy ra? Tôi nói đâu có gì lạ. Họ nói rằng những gì các thiền sư nói trong quá khứ đều như truyện thần thoại, không ai tin các ngài. Tôi nói nhưng tôi tin. Cứ cười và mọi chuyện sẽ tốt. Tôi cười quá mức làm lem hết son phấn của tôi. Trong trang điểm, chúng ta trông khác đi. Quý vị có thấy qua các tài tử điện ảnh hoặc diễn viên không? Có từng thấy họ không? Họ trông như vậy trên sân khấu. Nhưng nếu quý vị thấy họ ở nhà, họ trông khác phải không? Có thấy qua một hai người như vậy chưa? Nghe nói loài người chúng ta lẽ ra được nuôi dưỡng bằng năng lực vũ trụ phải không? Cho nên mặc càng ít y phục càng tốt. Thảo nào có người ở Hy Mã Lạp Sơn không mặc gì cả. Họ thật sự là sống xanh. Và cần kiệm. Họ không tạo ra ô nhiễm gì cả. Họ không làm ô nhiễm không khí. Đôi khi người ta còn nói rằng y phục bằng làm bằng bông vải là không xanh. Đôi khi chúng ta mặc y phục bằng bông vải thì người ta nói ái chà, bông vải là không phải hữu cơ. Thậm chí bông vải mà chúng ta mặc, đôi khi nghe nói là không hữu cơ, không xanh. Cho nên những đạo sĩ ở Hy Mã Lạp Sơn không mặc gì hết, thật sự là hữu cơ. Rất tự nhiên. Ở chỗ riêng của mình, quý vị mặc gì cũng được. Quý vị có thích mặc loại y phục một mảnh này không? Hả?
Dạ, ăn Đậu sao hũ cũng hả? được, xào cũng được, thật sao? Chân là đậu hũ à? Hả? Dạ, càng Cái đơn này giản thì càng mới tốt ạ. là Càng đơn giản càng tốt, phải đó. chỉ là sự Nếu thế giới mua không được đậu tận hũ thì nào chúng ta mình không nên chạy cần phải công làm chúng việc cực như à vậy để cứu nó nữa. mà thay hồng Như vậy sẽ tuyệt đâu vời. có cũng mua Nếu thế được giới đậu hũ không tận đâu thì chúng ta đều có thể hả? Ta sống cả trong hữu hòa mình bình khoái và lơ hạnh phúc. hả? Rồi lại biên xa Người ta liền sẽ trở sự nên chế nhân ái biên và thế giới sẽ trở nên hảo hảo tốt mỹ hơn và hảo xinh tươi đẹp à, dễ hơn. sự bù Như chô vậy cũng hả? tốt. Thì mình Tại sự sao sự quý vị mua thích tôi? hả? Sao? Nói tôi nghe. À. Bởi vì Ngài là sư phụ của chúng Sư con, mua hảo có chi nhiều loại chẳng minh chơi sư qua ngoài miên. kia. Sư phụ rất từ bi và thương mọi chúng sinh, Ai chung sưng? thương mọi chúng sinh. Vì chúng con cảm nhận được tinh thần cao Yêu thượng của hả? sư phụ, Chứ cảm là nhận được sưng à, chi? năng lượng sống. Cảm chứ, Quý vị hảo cảm lượng nhận chứ được tinh chi? thần cao À, thượng sưng sinh chi. khí. Dường như sư phụ biến chúng con thành vĩ đại, biến quý vị thành Biểu vĩ vậy đại. ta? Sau khi theo sư phụ, chúng con cũng trở nên rất mạnh mẽ và rất vĩ đại. Sư đang là Phải, dĩ chàng trai nhiên, tuyệt. vốn phải là như vậy. À, yêu tua Chúng qua ta nên tay phát thì triển chính xin mình, yêu chúng ta qua nên phát tay vì triển tâm mình, thay thay vì xã có thái độ tại vì nông xin cạn tiền quản hoặc lại quan tâm về những gì mình ăn uống mỗi thưa ngày thưa chủ tiên là hoặc mình chuyện điên gì xảy là ra hôm qua và sao ngày hai chồng mai hoặc yên con xin cái là mình gì ra sao. chứ chị nắng quản Đại tôi khái sợ cái vậy, tôi chúng ta sợ là những điều hử này được bao nhiêu thì lo, mình yêu chẳng cần người ta nhưng đâu chúng hả? ta muốn Tôi yêu mình vĩ chẳng là đại chế hơn. biên hồ sư siêu Chúng chỉnh ta là không thần phải đến thông đây hồ tu sư hành để được siêu thần chỉnh thông vì là sư phụ chiêu binh là gì. hoặc để tôi chữa Tôi bệnh chống cho lại quý mấy vị. tay mình qua lại Tôi cân chưa sư bao phụ siêu giờ hứa chỉnh của rằng quê nếu quý bản vị tu minh với minh tôi thì bệnh chữ của quý vị họ sẽ được quý chữa dây lành giống chịu bút hoặc quý xì vị sẽ thành hả? bất tử, Hiểu không? có không? Dạ không, Mấy hiểu tôi hiểu ở trái qua không. này mình luôn lại yếu chút Cho xuống nên tao lo lắng nếu quý vị lại thì đến với động hiểu cơ chịu bút không đơn xì thuận. Ý siêu tôi là chỉnh quý chứ vị có phải phạm biết lệnh bút tại xì sao mình yêu đến mình đây của và mình tại như sao chào mình đầu tu chứ pháp chỉ môn người này. ta là địa phương Đó là vì quý vị muốn tìm sự lăng vĩ hồ đại của lăng hồ chính chứ mình, chỉ chịu biết rồi để có thể cứu bản quý thân lại và cho người bên cho khác. sư phụ quay là Quý giao vị sư không phụ nên chiêu đến binh để giao cầu sư tôi phụ chữa bệnh cha chữ là hái hoặc gia sư trì cho chế con hôn cái quý hảo vị, hồ sư cầu có hôn sinh nhân tốt y hoặc gia trì cho thông quý vị tả làm sư ăn muốn là phát chị đạt. của mình chưa hiểu mà ok Chúng thì ta giao tự sang thiên do đồ họa nó được sư phụ chứ, băng mạng nếu quý vị thì muốn giao lên xa thiên thi đàng tôi sẽ chị giúp, chị nếu muốn xuống địa ngục thì quý vị tự đi. Nó bên vụ dụng rồi anh phải là vì Quý vị không lúc cần mình ai phải đồng thân hành thiện đến thân đó bởi vì con đường đó hả rất suôn sẻ và dễ vì khai dàng. sơ xa xanh bố sư bị cho khoai mà Lấy xe nó xuống bảo dốc sang thì chi rất chạy không nhanh nặng nhưng leo sư lên sư thì khó hơn, phải không? nó cái chơi dữ yêu hảo nó cái Cần xa một chơi chiếc nó xe cái tốt, yêu quý công vị nhận hiếm cần có mạnh một là bầu thắng chơi hoàn dữ hảo. nó cái Động chi cơ của chi là xe yêu cũng ok cần phải sư phụ tạm sư được nữa, rút gọi phải chơi không? dữ bảo hảo thì sang buổi chiều Nếu xe không tốt chúng ta không đi lên được. sở dĩ mình sân khẩu y do can chi nào Đó là lý do chúng ta phải giữ thân sư khẩu ý sụ cho vì thanh bố sư tịnh, vì là tông u hậu giữ quên trường chi chỉ trai, hậu không những vì lợi ích của nếu thú mình nó vật cái mà ai xin còn nhớ lợi ích pha của chúng tả ta nữa. phải sư Đó chứ là bởi lợi tam vì phù khi sa làm từ tam bi phù được mạng phát hả triển thì lúc đó chúng ngã ta thì mới phố xứng ấy đáng là bên chư Phật, chi là Bồ thuế Tát, bên làm sao một vị chẳng Phật kinh có cang thể chi giảng kinh Kim Cang và ăn đúng đùi rồi gà chẳng của sang một sư cha lúc? mâu ni phố chi Quý thuế vị có giảng thể cái thuế tưởng bên tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở giảng đùi liên gà quan nó cái chứ trong lúc chẳng mấy cái giảng chính kinh các Kim chi người Cang cho ta đại cũng chúng thiện không? à phụ Nói quý sư vị nghe, quý vị thì mình tu siêu pháp chỉnh môn như này cực để phạm tìm mình Phật quên là tánh của em chào mình. tôi chỉ chỉ phổ sinh Khi chỉ tìm chỉ được Phật phổ tánh sinh của tao mình, tao chứ quý sư vị thắng thành phổ Phật, liệu chưa hiểu mà không? Dạ hiểu, thắng để phổ thành chứ Phật chứ quý vị cơ phải y có y cung cơ cấp y quên của phố một được vị phong Phật. quên mà Cho phi nên sư giữ sư trường mới sân trai sư không có hộ gì là lớn lao. phần tua sư Quý chỉ vị là phải do thay chỉ chỉ đổi mình cải trong biên nhiều khía do cạnh, cái niệm do phải thay cải biên đổi quan điểm do của chỉ mình, biên là cao giả phải quỷ trở thành đại cao thượng và yêu vĩ kỳ đại đại. bố Quý vị yêu nên nào cho, không nhận. binh cho kẻ tha Nếu binh quý vị bệnh cứ mặc nó, tiếp tả tục chua tọa siêu thiền chỉnh và tu hành, chứ chỉ để dây quý trăng vị phải chịu giáo đựng nghiệp quả phụ của mình. tạng sư phụ nắng băng Nếu rốt tôi giúp rào được, của tôi giáo sẽ mô làm mô một bằng cách âm thầm. y yếu sư hầu bố Đôi khi băng nếu rốt tôi rào không thì giúp cháu quý vị, tu quý vị đã đi hoàn tai đời nạn lâu rồi. tai nạn này không bố Dĩ đâu nhiên quý vị không thấy điều đó và vì thắc sao sợ mắc mà tại mấy yếu sao binh mình bệnh. binh y tiến trang Có nhà một mấy chút hăng bệnh hậu như là vậy mấy đã sư là phụ rất băng tốt mà nghe rồi. sĩ yếu cân Không cháu có là tôi giúp, quý vị có thể còn cháu được tệ hơn. quê Quý vị có thể đã ở dưới kia lâu rồi. quê này bên là bố sư này Không bên phải trên đó. bố cô chống lại Nhưng tôi mấy yếu không cân hề thì mình hứa tay gì em với sợ quý mà vị, phải chứ không? mà à Rồi có yếu Khi sư quý vị mô được phụ gia trì bảo với của thể sư nghiệm có sư thần mô kỳ nào sinh chỉ đó, đó nó dòng cảm ứng của sư phụ chiêu như binh sư do phụ sư phụ cứu chiêu mạng binh hoặc do tốt chữa sinh bệnh niệm cho quý chẳng vị chủ lại do đó chính quý chứ vị mà nói về việc đó, à phải thì mình không? sẽ sẽ Quý vị sư phụ cảm chẳng ơn sẽ tôi sẽ đã làm sư điều phụ này con điều kia, ô chống lại mấy nhưng tôi sư không bao giờ nhận ô công cho lao tôi này ô ban chẳng hoặc phải tự ô ban là cho mình phần thưởng gì cả. ô mấy ở chẳng Tôi không xua hề nói xua gì, phải mà không? Gia thì mình phái. xua Nếu quý vị sư phụ nói tôi hảo tốt, sư tôi phụ nói kia được. nếu biết xua Nếu sư quý vị phụ nói tôi hảo không sư phụ tốt, tôi cũng không sao. ok tôi sư niệm mình Đều nên là chẳng từ quý vị. nó cần cái cái chính Tôi trị chỉ là yêu tấm mà gương phản hả chiếu đẳng cấp phản tu ứng hành thì và mình sự cần thuần cái khiết của quý vị. chiêu chỉnh cái tấn chỉ cần cái tự chỉ cái đơn chuẩn cái xin hả
Người tu hành nó anh có một quan niệm rõ ràng. Tại sao quý vị nên tu hành với tôi? Tôi đã giải thích rồi. Chúng ta tu hành là để khám phá Phật tánh vĩ đại của mình hoặc thiên quốc bên trong, phải không? Chứ phải. Tôi chỉ nói bấy nhiêu. Có lẽ ở địa điểm khác nhau và bằng ngôn ngữ khác nhau, tôi có cùng một thông điệp là tích khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát và tìm Phật tánh vĩ đại của chính mình và thiên quốc bên trong. Đó là mục tiêu của chúng ta. Những chuyện nhỏ như trầy chỗ nọ chỗ kia chẳng là gì cả, hiểu không? Dạ, hiểu. Chúng ta can đảm và mạo hiểm. Thí dụ một nhà thám hiểm mạo hiểm đi vào rừng rậm Phi Châu. Thì phải chuẩn bị tinh thần. Có lẽ có cọp, sư tử, voi, đám lợn, vân vân. Họ phải chuẩn bị tinh thần. Nếu sợ thì đừng nên đi. Đi vào rừng rậm, họ nên biết rằng họ cần phải chuẩn bị tinh thần. Họ phải chuẩn bị. Nhưng không phải mang cả nhà theo với họ, phải không? Họ có thể mang giường hay ghế bành vào rừng không? Không thể nào. Nếu họ mạo hiểm chỉ mang một cái lều nhỏ, một túi ngủ và vài món cần thiết, phải không? Rồi họ lên đường. Nếu có ai tháp tùng họ thì tốt, bằng không họ phải tự phấn đấu. Ở trong rừng không ai có thể giúp họ cả. Cho nên nếu một người muốn đi, họ nên can đảm và chuẩn bị tinh thần. Bằng không, chỉ vô dụng. Không ai hứa với quý vị rằng đi vào rừng là rất an toàn, hoặc sẽ có một căn nhà xây cho mình ở đó với ghế bành, giường đúng cỡ mình. Có những món ăn chay mà mình yêu thích và nhà hàng chay. Con đường tu hành của chúng ta thật sự rất ngắn và đơn giản. Không có gì phức tạp hay nguy hiểm cả, nhưng chúng ta mang theo nhiều ý nghĩ phức tạp và nghiệp quả từ tiền kiếp và định nghiệp của đời này. Ta đã dạy quý vị từ lúc ban đầu rằng có hai loại nghiệp quả, một loại có thể được vị minh sư xóa đi, một loại kia là định nghiệp neo chúng ta đây. Nhưng tôi cũng có thể giúp quý vị với định nghiệp. Đó là lực lượng minh sư, không phải người này. Minh sư không phải là người này. Minh sư là đấng cầu thông với lực lượng vũ trụ. Lực lượng minh sư tận sức giúp chúng ta, hiểu không? Dạ hiểu. Tại sao chúng ta không thể được giúp với định nghiệp? Đó là vì quý vị sẽ chết nếu nó được giải quyết. Nếu không có nghiệp quả, quý vị không thể ở lại đây. Nếu quý vị không thể ở lại đây, quý vị không thể tiếp tục tu hành. Càng ở lại lâu, quý vị càng có thể tu hành nhiều hơn. Tu với thân thể này dễ hơn. Thân thể này có lực lượng phi thường, không giống như thần thông nhỏ như là hô phong quán vũ. Không. Quý vị cũng có thể làm được đó. Không có thân thể này, quý vị không thể. Không có thân này, chúng ta không thể vô sở bất tại. Có nhiều thần thông khác trong văn phòng này. Cho nên nếu quý vị nhận sự giúp đỡ từ minh sư, đó là bởi vì quý vị đã chuẩn bị về tâm linh và thể chất. Chỉ vì quý vị không có đủ thời gian để tu hành, cho nên không thể lấy nó ra dùng. Giả sử cha quý vị để là một gia tài, nhưng quý vị chưa bao giờ biết đến. Ông không có nói quý vị biết về gia tài đó cho đến gần đây. Dù ông có nói, quý vị cũng không hiểu hoàn toàn tài sản vĩ đại của ông trong một ngày. Bởi vì ông quá giàu, quá vĩ đại. Ông là một tỷ phú, một nhà triệu phú. Cho nên quý vị không thể hiểu ngay trong một ngày. Không biết mình có bao nhiêu gia tài và nó đâu. Thí dụ, ta đọc trên báo rằng nữ hoàng Anh Quốc có rất nhiều của báu. Cách đây vài năm khi tôi đọc, có lẽ bây giờ vẫn còn như vậy. Không thể nào cho bà biết được bà có bao nhiêu thứ và chúng ở đâu. Không thể nào cho bà biết tất cả kho báu của bà. Bởi vì bà có quá nhiều. Những vật được để lại cho bà từ vua và hoàng hậu trước kia.
祖宗什么的一大堆，bà có một所以danh他sách那个và những tổ tiên财cho产đó,太bà多，có quá nhiều bảo到vật,那个时候他没办法không结đếm婚hết được, thậm chí算cho出đến来lúc的，đó全部认识bà罪。không thể所以nhận本ra来tất他cả,不bà是要vốn上来không当trở女thành王nữ的，hoàng,就是因为那nhưng个vị国vua王thời退đó đã位，từ bỏ ngôi báo vì bạn当gái为của那ông,个国王退位为了一个女朋友嘛后来vào就thời đó luật那个lệ时cấm ông候kết hôn法với律một不phụ nữ准đã ly hôn,他跟那个结婚嘛，因为他是一个好像离婚的人，离婚的女孩子，所以国một vị王vua không是thể nào được cưới不một可phụ能nữ跟那đã ly个hôn,离婚的女孩子结婚的，所以他就cho nên退ông位từ bỏ ngôi báo bởi vì ông因rất为yêu người phụ他nữ很爱đó,那个女孩子，他又想跟她，và ông thà ở với bà他thay不vì làm留恋vua,那个王位了，因为这样子，bởi việc他đó那个英国的nữ王hoàng就上Anh quốc来，lên ngôi, phải有không?没有？所以他一上来Nhưng từ短lúc暂nhiệm chức了，không có来đủ不thời及，giờ不知道自cho己bà的那tìm个hiểu bà có财bao nhiêu产kho多少，báo,因为太多了，太bởi多了，vì có quá nhiều để xem qua.看不完同样，Tương tự, chúng ta có rất你nhiều们bảo身体tàng有trong thân thể mình,很多宝贝，就没时间nhưng看。không có thời giờ để xem lại.你们认Quý为vị这样nghĩ子quý能vị đã修tu行很hành nhiều多了？như vậy没有，sao?哪里？每Không.天能够Quý vị拿nghĩ到mình两đã个rất小伟时已đại经khi tu觉得hành自 2 己tiếng了不rưỡi起mỗi了。ngày?两个小时以Nhưng quý内vị睡觉dành多bao少nhiêu时thời间？gian để ngủ trong 2 tiếng này?打坐的时Quý候vị quá好累mệt好khi累。quý vị thiền.有时候两个Đến nỗi都có头lúc都睡đầu着，của quý vị dựa lên nhau,舒服。và quý vị ngủ rất say,因为bởi身vì体thân太thể累quá了，mệt,有phải没有không?年轻的Khi còn时nhỏ,候就要quý vị phải上đến水，trường để học, phải không?要学习功课，有没有？也是很累。Rất要là mệt mỏi.年纪Khi大一lớn点的又lên,要上quý班，vị phải đi làm để trả还nợ tiền vay học phí từ要chính付那phủ.个随身的那个什么。上学Sau khi以tốt前，nghiệp, quý vị政phải府trả有nợ给tiền你一vay些học phí,钱吗？phải không?那个Sau khi trả毕业以后hết就要hoặc付trước那khi个trả hết,贷款，有没有？quý vị muốn mua căn然nhà后bởi vì có một người付完vợ了hoặc以后，我chồng是还hoặc没付con完呢，nhỏ,要买一个房子，因为有vì vậy太太quý vị không bao giờ trả hết nợ,我是有先生，我是有小孩quý vị không等thể等，ngừng làm việc付bởi不完vì phải trả nợ,工作不能quý vị停，phải giống người láng giềng để cảm贷thấy có款phận要付giá,完，要跟隔cho壁nên看cứ起đi来一làm样才quanh有quẩn.面子嘛，等等。然后就是这样Đó子là lý就do khi tọa thiền quý vị rất rất虐mệt.待机器Đó人，là chủ ý của ma vương,所以打vua坐ảo的时tưởng.候很Ma累很vương累，thiết kế hệ thống就是này国để王không他ai要có thể这thoát样，khỏi,他就要弄这个系统给我gây们，khó khăn cho sự tu hành没của有mình.人跑得过了，Rồi đồng想thời修đầu độc行người很困ta难，và dụ dỗ họ bằng rượu,然thuốc后还lá下và ma毒túy,还vân有vân.诱惑人家喝酒吸Khiến烟họ毒thành品nửa什么sống一nửa大chết.堆的，把我们搞得成Khi quý vị đến với慢tôi phải生慢chỉnh quý死vị那个lại样子，来师và傅，dạy quý vị来到tu师hành傅cùng这một边lúc.已经，一边修Đôi khi quý vị đến一là边đã修quá理trễ一để边tôi修chỉnh行，lại cho quý vị.有时候我也来不及修Đôi理khi了quý vị đến khi quý因vị为đã我们già来的rồi.时候太迟了，整个辈子已Ngoài经tất cả老了định才nghiệp,来，然quý后，vị đã tạo rất nhiều sát nghiệp.那个定业本来就有了，还Và有thân很thể多quý vị那đã种bị那个hư hoại杀bởi业thịt,嘛，rượu, vân vân. Quý vị肉đã啊thu thập酒thêm什nhiều么等nghiệp等，quả.身体都搞坏了，Cho nên ngoài还định有nghiệp业ra障quý又vị còn更tăng增thêm加，nghiệp mới nữa.除了定业以外，还增加新的业Bởi障，vậy ta bảo quý vị phải lương thiện để quý vị所以khỏi我bị也người告诉khác你们khống呢，要chế.清廉就对了，不能Đôi khi nếu给人người家ta thành控tâm制，chia为了sẻ这样，món gì đó即với使mình那个有时候有人thì给không我们sao.什么分Chúng享ta是没cũng关chia系sẻ的，món gì澄khác với清是họ. OK，我们Như也vậy跟không他sao,另外vậy quý分vị không享cần不同，phải quá是 OK thiếu uyển的，也不chuyển,是说nhưng人家thậm硬chí邦邦。tôi cũng không muốn điều này. Bất quá Với连quý这vị个thì我也được,不nhưng要tôi了，không muốn你chút们gì是từ没关đó.系，我什么都不要了，Tôi chỉ dùng bất cái gì tôi có,我hiểu有không?多少就用多少，Tôi giúp bất了cứ解ai吗？tôi có thể, và我nếu能không có帮谁tiền我就tôi帮sẽ谁，không giúp.我没钱Nếu我không就có不tiền帮了，tôi sẽ không làm. Bởi没vì钱nếu我就lấy不tiền做，của người ta mình không thể nói因bất为cái如gì mà果mình muốn你nói拿nữa.人家的钱哈，你不Quý vị好phải讲là话một了trong了，số họ.然后就Cho跟dù quý他vị không muốn达đi成theo一với个，họ cũng không你được.不要跟他做也不Bởi行，vì quý vị mang ơn của họ. Nếu欠mang人ơn của情họ嘛，hoặc nợ họ, quý vị sẽ欠khó人的làm công情việc của欠mình.人的钱是很Tôi难không bao办giờ事，lấy một xu.我没有一毛Tôi也没tự有trả了，没tiền有，với máy bay của tôi.我自己Tự付机trả票，tiền xe自己付taxi của计tôi.程车，Khi tôi mời khách, tôi cũng trả我tiền请cho khách客của来tôi.自己付钱给那些客人的，Hiểu không?了Dạ解吗？hiểu. Cho nên cứu người không dễ như vậy.不是说要救人这么简单哦。Thế giới này thật sự điên đảo. Trên là sư chế Phật Thích Ca là một điên tu đảo. sĩ. Sư Cha Mâu Ni Phật, Ngài xuất đi gia chân rồi đất, nè. mặc áo cà sa Chỗ luôn mấy xe sư à? và chỉ mang theo Cho một nên cái cái bình bát. cha sa cái cái Nhưng người ta thô vẫn phô tìm bình cách ấy. giết Ngài mấy lần. Hãy giúp bên cha sẵn sàng này, Một hảo chỉ lần, sư Ngài bị dao chém trên chân.
Có lẽ một hay hai ngón chân. Có người còn nói ngài ăn giò heo. Thật đáng thương. Họ còn nói rằng Chúa Giêsu Kitô ăn cá. Trong một số kinh điển, có nói rằng chúng ta không nên ăn bất cứ gì có máu. Đó có nghĩa là chúng ta không nên ăn thịt. Không nên ăn thịt với máu. Bây giờ họ cắt thịt, làm sạch máu. Vì họ nghĩ họ có thể ăn thịt. Vậy chúng ta làm sao sinh tồn trên thế giới này? Trực diện với thế giới này rất khó khăn. Dĩ nhiên tôi cố gắng tối đa để giúp quý vị. Nếu tôi không giúp quý vị thì tôi giúp ai khác đấy. Cho nên dĩ nhiên tôi cố gắng tối đa để giúp quý vị. Nhưng đôi khi cách tôi giúp quý vị không giống như cách quý vị tưởng tượng. Đôi khi thấy có vẻ như tôi không giúp quý vị, nhưng tôi có giúp. Đó là vì đôi khi quý vị không thấy được sự giúp đỡ. Đó là thứ nhất. Phải, một số người có thể thấy, nhưng không phải mọi người. Nhưng đôi khi chúng ta phải đau khổ một chút. Để nâng cấp tâm linh có thể được nâng cao, sự thành đạt tâm linh là quan trọng hơn sự thoải mái về vật chất. Dĩ nhiên chúng ta càng khỏe mạnh thì càng tốt. Nhưng không phải ai sinh ra cũng khỏe mạnh. Không phải ai cũng có định nghiệp tốt để họ không bị bệnh gì. Đó là bởi vì chúng ta đã thiếu nợ quá nhiều đời đời kiếp kiếp nợ máu. Cho nên định nghiệp trong đời này không thể thay đổi quá nhiều. Nếu thay đổi quá nhiều, quý vị sẽ chết. Sau khi chết, quý vị sẽ lên cảnh giới Atula. Rồi đến khi nào quý vị có thể đi lên cao hơn từ nơi đó? Thân thể này rất phi thường. Giữ nó được càng lâu thì càng tốt. Càng có thể tu hành lâu hơn trong thân thể này thì càng tốt. Quý vị có thể phát triển tất cả tiềm năng của mình. Càng tốt hơn nếu sống được lâu như bạn tổ. Đến lúc đó quý vị có thể có đủ loại thành công. Quý vị không cần mua vé máy bay đi đến đây. Quý vị có thể đằng văn. Quý vị biết đằng văn là gì không? Giống như là đi trên mây. Cách Tôn Ngộ Không du hành trong truyền thuyết. Quý vị có thể đến đây trong một giây bằng một ý niệm. Lúc đó quý vị có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Không may, bây giờ quá muộn. Quý vị đã bị nhiễm độc quá lâu và thân thể đã trở thành nên rất yếu đuối. Cho nên quý vị nên tu hành tinh tấn. Và một đời giải thoát, quý vị đừng nên cố gắng đạt thần thông vào lúc này. Nếu quý vị muốn nó, quý vị sẽ bị trì hoãn. Đạt giải thoát vào lúc này quan trọng hơn. Sự thành đạt tâm linh càng cao thì càng tốt. Nếu quý vị phí thời giờ học những thuật nhỏ, quý vị có thể không đủ thời giờ cho việc tu hành. Đó là bởi vì quý vị không thể sống lâu như bản tổ. Chúng ta nghe nói có người có thể sống đến 80 tuổi. 80 tuổi không là gì cả. Chúng ta cũng nghe rằng có người sống đến 91 tuổi, sống đến tuổi thọ. Sống thọ đến 90 tuổi. Đó là cách họ nói trên tin thời sự đến tuổi thọ. Nghĩa là một người có thể sống thọ đến 90 tuổi. Nhưng chúng ta già đi trong nháy mắt, tôi và quý vị, thật nhanh. Khi tôi mới đến Đài Loan không xa, tôi rất trẻ. Khi lần đầu đến đó, tôi rất trẻ. Bây giờ chúng ta chỉ muốn giải thoát, được không? Chúng ta phải tìm Thượng Đế và tìm tự tránh. Khả năng và địa vị vĩ đại nhất của mình, được chứ? Cho dù chúng ta không dùng thần thông, chúng ta đã phô bày nhiều loại thần thông rồi, phải không? Chúng ta có thần thông từ sự tu hành mỗi ngày. Không phải chúng ta phô trương thần thông, chúng ta chỉ tự mình có. Nó đã đó rồi. Dù là từ sư phụ hoặc từ chính quý vị, chúng ta cũng có rất nhiều phép lạ, phải không? Chúng ta kể không hết. Trong đoàn thể tu hành này, chắc phải có vài người giống như một kiện liên. Là người cao nhất về thần thông hoặc ít nhất là thứ ba. Cho nên quý vị không thể nói quý vị không có thần thông.
Quý vị không thể nói chỉ có sư phụ có thần thông, quý vị đều có. Đôi khi sư phụ đến để giải cứu, đôi khi chính thần thông của quý vị hiển lộ, còn tùy. Nếu quý vị không có khả năng thì tiền bối này lại đến. Nếu quý vị có khả năng thì trưởng thành và tự lập, phải không? Chúng ta không thể giúp trẻ nhỏ làm bài tập mỗi ngày, phải không? Khi họ lên đại học, chúng ta không thể làm và đi theo sau và làm bài tập dùm. Cho nên là như vậy, nếu tu hành, chúng ta sẽ tự mình có thần thông bởi vì chúng ta rất vĩ đại. Một người tu hành nên có quan niệm này, nên tìm tự tánh của mình, thượng đế bên trong, tìm Phật tánh. Thay vì tìm những thứ khả năng nhỏ nhoi để chữa bệnh, để gãi ngứa, được chứ? Những thứ đó quý vị đều có. Nếu quý vị không có thì có lẽ quý vị có quá nhiều nghiệp quả. Từ tiền kiếp, thứ nhất. Thứ hai, có lẽ quý vị quan hệ với những người có nghiệp nặng. Nhiều thân nhân không tu hành. Thứ ba, có lẽ quý vị lười biếng và không chăm chỉ tu hành. Thứ tư, có lẽ những gì quý vị ăn mỗi ngày không tinh khiết mà quý vị không biết. Thời kỳ này thật sự khủng khiếp. Thậm chí đường cũng phải hỏi xem có bị chế biến bằng xương không. Bánh và kẹo, đôi khi thậm chí kẹo có chứa trứng mà họ không nói. Cho nên mình luôn chỉ có vài lựa chọn. Vì tôi không thể mua thứ không an toàn khác. Cho nên đôi khi chúng ta đến nhà hàng cho ai ăn. Nơi người ta đãi chúng ta, hoặc ăn tối với láng giềng, vân vân. Đôi khi những gì họ nấu không tinh khiết và chúng ta bị bệnh sau khi về nhà. Như người ao lạc Việt Nam dưới lầu nói rằng, tại nhà hàng luôn bên hết mà họ mở. Họ mướn vài nhân viên ăn mặn, phải không? Dĩ nhiên khi họ đến, họ phải nấu thức ăn chay. Và dùng thức ăn chay. Rồi khi về nhà, trong thời gian nghỉ, họ ăn thịt. Và họ bị bệnh ngay. Họ bị đau nhức khắp nơi, nhức đầu, đau bụng, đau chân, đau lưng, vân vân. Cho nên sau vài ngày, họ trở lại và nói rằng họ không dám ăn thịt nữa. Thậm chí người bên ngoài không tu hành cũng thật mẫn cảm. Nếu chúng ta đang ăn chay một thời gian, chúng ta có những quan niệm tu hành và biết rằng ăn thịt là gây hại cho chúng sanh. Sau khi có quan niệm này, nếu chúng ta cố tình làm những điều sai hoặc vô tình, thân thể chúng ta cũng sẽ phản ứng và bị bệnh ở những chỗ khác nhau. Cho nên bệnh hoạn có lẽ không do định nghiệp. Đôi khi chúng ta bất cẩn khi đi ra ngoài và ăn thức ăn không tinh khiết, rồi cũng bị bệnh, hiểu không? Điều này tôi không thể chịu trách nhiệm. Cho nên quý vị nên cẩn thận với những gì quý vị ăn. Thế giới thật sự muốn trói buộc chúng ta trong nghiệp cách và quyết tâm hại chúng ta. Bất cứ quý vị mua gì hoặc quý vị đi với ai, đều sẽ có vấn đề. Thật sự là như vậy. Nên chúng ta phải chịu đựng. Chúng ta phải chịu đựng tất cả và phải cẩn thận trong cuộc sống. Được chứ? Tốt nhất là tự mình nấu. Bất cứ gì mua từ bên ngoài, quý vị nên kiểm lại thành phần một cách cẩn thận. Đôi khi thành phần của sản phẩm không được liệt kê rõ. Mà thay gần đây Đài Loan Formosa đã thay đổi luật lệ và đòi hỏi dán nhãn rõ ràng. Nhưng chính phủ không thể kiểm soát mỗi thành phần của từng món thực phẩm. Kiểm soát từng thành phần tốn rất nhiều tiền và công sức. Phải thành lập một phân bộ tư pháp đặc biệt để quản lý thành phần chai và thử nghiệm từng món. Thật không dễ. Cho nên chính phủ cũng bất lực. Cho nên quý vị nên chăm sóc tốt chính mình. Nếu quý vị ăn món gì và sau khi về nhà bị bệnh thì sau này quý vị biết không thể ăn nữa, nhất định có vấn đề. Tốt nhất là ăn đơn giản. Ăn đơn giản, tự nấu lấy để biết mình ăn gì, từ trồng một số rau cải. Bây giờ rất tiên tiến. Nhiều loại rau cải có thể trồng không cần đất. Chúng có thể được trồng trong nước và trong nhiều tầng. Quý vị có thể chất lên vài tầng, quý vị có thể trồng rau như vậy. Nếu mái nhà bằng phẳng, quý vị cũng có thể trồng rau thành nhiều tầng. Mua dụng cụ để trồng trong nước không đắt lắm.
买那些工具要种那个水的那个不很贵。 Tự mua lấy, mua những loại không đắt, mua nhiều và mang về nhà trồng càng nhiều càng tốt. Đủ gì sẽ có dưa leo mình tự trồng. Trồng rau cải mình thích để ăn cũng được. Quý vị không cần trồng nhiều để nuôi cả làng. Ăn rau cải trồng ở nhà vài lần một tuần cũng rất tốt. Quý vị phải học để tự lập. Quý vị phải sống tự lập. Quý vị trồng rau và tự nấu ăn lấy. Nếu quý vị bận rộn, có thể theo hệ thống của chúng tôi và ăn ngũ cốc nguyên chất, không phải gạo trắng. Gạo lứt với một ít đậu xanh. Quý vị ngâm chung qua đêm hoặc vài tiếng, rồi nhấn nút nồi cơm điện và nó sẽ được tự nấu. Sau đó quý vị mua thêm một ít mè, chút muối hoặc vài giọt nước tương là sẵn sàng để ăn. Như vậy đủ rồi. Dĩ nhiên quý vị cũng có thể ăn dưa leo, cà chua, đậu hũ. Những món này rất dễ chuẩn bị. Chỉ cần cắt nhỏ rồi quý vị có thể ăn sống một lượt, rửa cho sạch và không cần nấu chi cho phiền. Bây giờ tôi luôn ăn như vậy trong núi. Bây giờ họ đều thích ăn như vậy. Lúc đầu tôi chỉ muốn thử vài tuần. Tôi nói với họ giờ chúng ta nên sống giản dị hơn. Chúng tôi có quá nhiều chó, quá nhiều chim nhưng không có thời giờ. Tôi có quá nhiều con cái cho nên cũng không có thời giờ để nấu. Chúng ta nên sống đơn giản. Tôi biết được rằng ăn gạo lứt và đậu xanh nguyên thủy. Họ dùng mè và gạo lứt. Tôi thêm vào đậu xanh. Đậu xanh là một nguồn chất đạm. Đậu xanh cũng trông giống rau sau khi ngâm nước. Đậu cũng là một loại trái cây, hái nó không làm đau cây. Cây bò lên thế này và chúng ta chỉ lấy trái. Chúng cũng là một loại trái. Đậu cũng là trái cây. Táo cũng là trái cây. Dưa leo cũng là trái cây, đậu xanh, đậu đỏ, và những cây họ đậu đều là trái cây, cho nên trái cây bao gồm rất nhiều loại. Quý vị sẽ không hại đến rễ hoặc cành gì cả. Quý vị chỉ cắt để cái hoạch trái mọc ra từ cây. Đừng cắt sâu quá, thì cây sẽ rất vui vẻ. Cho nên chúng ta sẽ có thật nhiều thứ để ăn, gạo lứt, mè và đậu xanh là căn bản. Họ cũng mua một ít đậu hũ thêm vào. Họ thêm vào bất cứ gì họ muốn. Đôi khi dưa leo, đôi khi bí đỏ, bí đao, bất cứ gì. Nếu ăn tươi sống thì chúng tôi chỉ cắt ra và ăn. Đôi khi nếu thích, chúng tôi xào nhanh. Chúng tôi có thể xào nhanh một số rau với nhau và ăn với gạo lứt. Thật bổ dưỡng, bổ sống được, không phải bổ chết được. Thật lạ, người Trung Hoa điều gì cũng nói chết được. Họ thích chết nhiều vậy. Họ sợ nhất là chết, nhưng điều gì cũng nói chết được. Ví dụ, nếu tên đường có số 10 hoặc số 4 trong đó, họ không dám ở đó bởi vì con số phát âm giống như tử. Họ không thể nói tử trong năm mới. Giới triều thời, điều gì họ cũng nói đến chết. Giận đến chết, tốt muốn chết. Thơm muốn chết. Và thương muốn chết. Thật lạ. Tại sao lại thế này? Điều gì cũng nói đến chết. Không phải rất đáng sợ sao? Có lẽ người Trung Hoa không sợ chết. Bằng không làm sao họ lại nói như vậy? Chúng tôi có những bữa ăn rất đơn giản như vậy. Nếu họ muốn có thêm đậu hũ, họ có thể hầm lên một chút hoặc ăn nguội với chút nước tương. Bằng không cũng rất đơn giản, chỉ luộc lên, quý vị cắt một ít đậu hũ, cắt một ít đậu đũa, một ít nấm mèo, rồi xào lên 3 phút và cho nước tương vào, rồi ăn với cơm. Rất ngon, ngon chết được. Rất đơn giản.
nấu chi cho nhiều. Cho nên bây giờ chúng tôi không nấu. Tôi nói với họ được rồi, bây giờ chúng ta phải sống đơn giản bởi vì mẹ rất bận. Chúng tôi cũng rất bận ở chỗ chúng tôi cho nên chúng ta không nấu được những món phức tạp. Chúng ta có thể ăn gạo lứt với mè. Rất đơn giản. Rồi quý vị có thể ăn với dưa leo vân vân. Quý vị có thể cắt dưa leo sống và ăn. Rồi chúng ta cũng tốt thôi. Tôi nói chúng ta thử vài tuần xem sao. Một hay hai tuần. Nếu quý vị làm được, chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu không, chúng ta trở lại việc nấu nướng phức tạp. Cần nhiều công sức hơn. Sau khi họ thử, cho dù tôi có bảo họ nấu với cơm trắng với những món khác, họ không muốn nấu. Họ nói chúng con thích gạo lứt. Họ ghiền rồi. Tất cả đều là thói quen. Quý vị quen đi sau khi ăn một thời gian. Thỉnh thoảng tôi thực hiện chương trình gia chánh cho truyền hình của thượng sư. Rồi sau đó mọi người nếm thử một chút. Chúng ta nấu như vậy mỗi tuần một lần. Đôi khi chúng tôi ăn những món rất ngon. Hai hoặc ba lần một tuần. Rồi hai hay ba bốn tuần kế tiếp chúng tôi không có gì. Mai thay chúng ta có truyền hình của thượng sư, bằng không sẽ không có ai nấu bất cứ món gì nữa. Chúng tôi thường nấu một vài món súp. Nhưng món súp họ nấu thật vụng về, do đó chúng tôi không màng đến súp nữa. Súp giải hòa bình. Bởi vì ta đã nói nếu bất cứ ai có thể ăn súp đó mỗi ngày mà không than phiền, họ chắc chắn sẽ nhận giải hòa bình. Họ đáng được giải hòa bình vì họ thật sự hòa bình và bao dung. Ta nói đùa. Vì sao thậm chí chúng tôi không bận tâm đến món súp? Chúng tôi chỉ ăn cơm gạo lứt với mè và dưa leo hoặc bí xanh, chỉ vậy thôi. Họ thích ăn như vậy. Bây giờ một người đã trở về Hoa Kỳ, tôi nghe nói anh ta tiếp tục ăn như vậy. Ở chỗ của anh ta, mặc dù anh ta có thể ăn bất cứ món gì anh muốn nhưng anh ta không ăn. Anh cứ ăn gạo lứt, đậu hũ và dưa leo như vậy. Tôi nói quý vị biết, thật sự sống đơn giản rất dễ. Hãy thử đi. Chúng ta thường nghĩ mình không thể ăn như vậy. Quá thô sơ, không đủ dinh dưỡng. Quá vô vị. Nhưng sau khi ăn, bây giờ họ gì? Ý tôi nói đó là thói quen. Bây giờ họ thích cách này. Tôi nói đừng như vậy, được chứ. Nếu quý vị muốn ăn như trước kia, quý vị có thể nấu lấy. Họ có tiền riêng của họ. Tôi không hề nói với họ không phải mua cái này, mua cái kia. Miễn là ăn thuần chay là được. Miễn là không có trứng sữa, không có những thứ đó thì không sao. Quý vị có thể nấu bất cứ gì mình muốn. Tôi e rằng ăn gạo lứt và mè mỗi ngày quá khắc khổ cho họ. Tôi nói không sao đâu, vì chúng ta định thử vài tuần thôi. Vậy bây giờ nếu muốn nấu quý vị có thể nấu bất cứ lúc nào quý vị muốn. Hoặc nếu quý vị muốn trở lại ăn cơm trắng với nhiều món rất có hương vị thì cũng được. Nhưng không ai muốn nấu. Họ nói họ thích ăn cơm gạo lứt. Cho nên sau một chút rèn luyện là được. Tôi lo rằng họ không quen. Và như vậy quá cam khổ. Chỉ thỉnh thoảng ta nấu cho truyền hình với thượng sư và mọi người chia sẻ một chút thức ăn sau đó. Không phải chúng tôi có tiệc mỗi tuần, không, không. Không phải tuần nào cũng vậy. Còn tùy. Cho nên ta lo rằng là quá. Họ còn trẻ và mới từ bên ngoài vào. Nếu mà ăn cơm gạo lứt như vậy mỗi ngày, ta cảm thấy quá khổ hạnh. Cho nên ta nói xin hãy nấu món gì đó. Ta nói vài lần nhưng không ai muốn nấu. Đôi khi ta thấy thương xót cho họ cho nên ta nấu vài món và rồi chúng ta cùng ăn. Nhưng họ dường như không có hứng thú lắm. Mỗi ngày họ ăn cơm gạo lứt với mè và đậu hũ như vậy. Không phải mỗi ngày. Đôi khi ta nói tại sao bữa nay quý vị nấu cơm ít vậy? Quý vị ngán cơm gạo lứt rồi sao? Họ nói dạ không, chúng con muốn thay đổi một chút. Ý họ là họ muốn ăn đơn giản hơn, cho nên họ không nấu cơm. Tôi nghĩ nấu cơm gạo lứt với mè là đơn giản lắm rồi, nhưng họ muốn còn đơn giản hơn nữa. Họ còn sáng tạo hơn tôi, không nấu. Chúng tôi ăn bánh mì. Chúng tôi có bánh mì ở nhà cho chó, chim, vân vân. Họ cũng ăn bánh mì, cũng có yến mạch. Phải, họ điểm tâm với yến mạch.
早上嘛，早上吃麦片，họ ăn跟ý那mà个với sữa đậu豆nành浆nấu已经sẵn弄cho好mình,了，在那个里面倒出来啊。所以他们也cho有那nên些，họ cũng có就món早đó,上吃那个họ ăn啊，món đó cho điểm不tâm用và煮không了cần nấu,啊，人家已经煮了，đó là chín sẵn hoàn不是toàn说không完全sẵn,是生的啦。然后呢，弟rồi弟họ要ăn như吃，vậy và mấy con狗也这chó样cũng吃ăn như嘛。vậy.然后就Rồi中bữa午trưa就thì ăn gì?吃什么面包的Bánh mì.啊，他们用面Khoảng包bánh跟mì那với个xúc这xích有thường时chài候。đã nấu.在外面买那种香肠啊，已经煮好了Mua嘛。từ bên ngoài.我都喜Nhưng欢họ这thích.样啊，OK。Rồi họ然ăn như后vậy.就是这样，他们就吃了。然后晚上Bữa也是tối面họ包cũng是ăn什bánh mì.么，我也不管Tôi他không们lo了。lắng về họ nữa.我一天也Có许lẽ一餐，ta有ăn时ngày候một两bữa,餐，đôi khi hai,有时đôi候khi一một餐bữa半，rưỡi.一餐半，有时候懒得Đôi khi吃tôi嘛。lười quá không ăn.一咬了累了，Nhai hoài cũng mệt.困得好累，Răng cũng chán nhai.这面包这么Làm大sao quý肉vị就，có thể nhai một mẫu bánh mì lớn như vậy?牙齿特别Răng cũng像muốn球tu形，hành.他也想Và sống简đời单đơn化，giản cho nên不không想muốn咬。cắn.啊，我的目的Tôi是muốn nói说，rằng我们可chúng以ta什có么thể都rèn训luyện练的，chính mình有để什làm么bất都cứ没điều习gì.惯Chúng的。ta có thể quen với bất cứ điều反正gì.我自Chỉ là己，chúng ta ngăn trở那chính mình.个碍脚碍手担心Tại他们sao干tôi嘛？phải他lo们lắng真的cho喜họ?欢Họ那个，thật sự thích như vậy.连回去美Ngay国也cả是người这样，trở照về样Hoa吃下Kỳ去。vẫn tiếp tục ăn như不晓vậy.得还有别Tôi không人biết出những去người的也khác是一đi样về có tiếp这tục样ăn như吃下vậy去。không.我认为Tôi是nghĩ这là样quá太辛tham苦，khổ结果ghen他như们vậy习nhưng惯họ了，quen喜欢，rồi và thích vậy.又简Sống单。đời đơn giản.有时候饭不Đôi khi足嘛，họ就không nấu煮cho吃ăn bánh面mì包cả加麦ngày.片。Họ cũng rất khỏe mạnh.所以他们也是很健康的，他们一个人红Mọi红người润rất润的。hồng hào. OK，所以不Cho nên怕哈，tôi我không意lo思是这lắng.样Ý子，tôi là như会习vậy.惯，Quý vị sẽ quen với然后nó,一chắc定chắn会，sẽ quen.说不定会Có喜lẽ quý欢vị的，sẽ thích然后và又rồi不sẽ想không回muốn头đổi了trở啊。lại.所以同样，Cho nên tương我tự,们chúng吃ta那quen个ăn以thịt前吃肉，认为và放tưởng不là mình下không bỏ được那miếng块thịt,肉，结nhưng果mình làm没有，được.现在想Bây到了giờ恶nếu nghĩ心đến思。thịt, chúng ta cảm thấy gớm muốn chết.怎么能够以Và前tự吃hỏi这，sao mình có是thể不是？ăn những thứ này哎trước呀，kia, phải không?现在叫你Bây giờ吃，dù你có就bảo没quý vị吃ăn,了，quý vị cũng sẽ không是吗？ăn, phải không?不是说师傅Không phải禁tôi止cấm quý你们vị什làm gì么，你们cả.在家Quý vị ở自由nhà自在，tự谁能do,管你们ai呀？kềm是不chế是？được quý vị,如phải果không?信任Nhưng啊，tôi你们tin说rằng khi没quý吃vị肉，你们nói就没吃quý肉vị嘛，không ăn是thịt,不是？quý vị không哎呀，ăn,没有phải吃không?啊，Quý不vị想không吃ăn,嘛，quý vị是不không是？muốn ăn, phải không?现在想也不想，Giờ是不thậm chí是？quý vị không nghĩ về感觉nó,不đúng一样không?哈，现Quý在vị出cảm去thấy跟人家khác.混一混，Bây giờ感nếu觉quý vị就đi都ra不一ngoài và样lẫn lộn với người ta một chút,啊，quý vị是sẽ真cảm的thấy不一khác样，khi trở về nhà生thật活sự改khác.变哈，Cuộc sống, tâm hồn心và理các tế改变，bào của quý vị đã thay细đổi.胞也会改变，Trở nên它rất变thuần很khiết,单纯，rất cao quý.很高雅，所以你Cho nên nếu quý乱vị吃什么ăn东西，món它gì就không反tinh应。khiết, cơ thể sẽ phản ứng.又跟你讲哈，Tôi nói连quý vị biết,那个吃thậm肉chí的những người ăn人，然mặn后đến进làm来việc了cho，Vinh Logan công Hood. chúa那个嘛，有没有？回去休Họ息lấy一một两hai天，ngày在nghỉ家và里rồi吃cố看gắng看，ăn chút吃就thịt ở病了，nhà và bị都不bệnh.敢再吃Rồi肉了。họ không dám ăn thịt啊，nữa.跟我们磁Khi场在họ一ở trong起，từ就trường会của变chúng进ta, họ化。được tỉnh然后回hóa.去想Rồi做nếu一họ muốn点，làm gì đó,吃那点乱七八ăn糟món一gì点，không就tinh身khiết,体cơ它thể就phản反ứng,应了，bởi vì nó它không不quen习với惯điều了。đó nữa.他Cơ说这thể nơi个đây không不phải是điều我tôi要的muốn,东đừng西，lộn xộn你với不要tôi.乱来。Khi我cơ们thể身bị体bệnh生có病nghĩa的时là候，cơ thể chúng ta rất thông就minh.表示说我们这个身体，因为我们身体也是很聪明的，Bởi vì nó có因lực为gia有那trì từ个linh灵hồn.魂的那个驾驶力存在嘛，所以我们做什么不对，Nếu他chúng ta都知làm điều道gì了。sai, nó就biết.是有Chỉ là时đôi候lúc nếu quý vị如không果quen,不习惯或是灵linh魂hồn被tê liệt hoặc đầu麻óc掉了，tê liệt.那个头脑被麻掉了，Cho他nên quý反vị应không你也ý不thức晓về得，phản ứng của然后nó,这样rồi thân身体thể他cũng会懒lười得phản反ứng,应，rồi nó tiếp然tục后thoái这样hóa继续và堕落không下phản去，ứng.不反应。Nhưng sau如khi果我chúng们ta ăn吃了chay,以cơ thể后，如chúng果ta身phản体ứng,反应，có nghĩa没là有linh是hồn说và我đầu们óc的chúng灵ta魂，muốn tìm một我cách们那để bài个tiết头độc脑tố.想办法把这些毒气把它排死出去，Do đó所chúng以ta bị才bệnh.生病。Nếu如thân thể果chúng ta身体mạnh thì好chúng的ta bệnh话，một thời gian.病的一会就会 OK 的。Và sẽ因không为他sao,把đó那là个bởi vì毒độc啊tố排được掉bài了。tiết sau một lúc.这Cũng地vậy球，với我địa们cầu地này,球也địa是cầu一của样。chúng ta. Tại为sao什có么động đất有và地sóng震？thần?为什么有那么海啸？Đó là就bởi是vì因chúng为ta我lạm们dụng也địa是cầu quá太mức.虐待我们那个地球了，Sau然后đó他nó想tìm办cách法để把它rũ sạch咬đi.掉就对了，Lắc một咬chút.一咬这样子，等会Hiểu我không?咬。Rũ sạch.所Cho以我nên们的càng đối đãi越tệ với địa cầu,对地球不好，chúng ta sẽ越càng有có那nhiều động个đất那và些thiên病tai症患hơn.在呢。我Đầu们óc con人người类càng哈，bạo lực.
thì càng có nhiều bão tố hơn, phản ảnh tâm tưởng của mình. Đó như là những vị thần đến đây để làm những gì chúng ta yêu cầu. Nếu chúng ta tử tế, thời tiết sẽ rất tốt, thế giới sẽ rất an bình. Nếu chúng ta không tốt, họ sẽ cho chúng ta những điều không tốt. Họ như là nhân công trong nhà chúng ta. Bất cứ chúng ta muốn gì, họ sẽ làm. Chúng ta không cần nói với họ điều gì cả. Sự suy nghĩ của chúng ta có thể thay đổi cả vũ trụ, cho nên chúng ta không thể trách trời, trách đất, hoặc đổ thừa bão tố hay động đất. Mọi thứ đều do con người tạo ra. Chiến tranh, giết chóc và những ác niệm, vân vân. Đều được những vị thần này dùng làm dụng cụ. Bởi vì họ nghĩ đó là điều chúng ta muốn. Chúng ta là Thượng Đế, ít nhất là con cái của Thượng Đế. Bất cứ điều gì chúng ta muốn đều sẽ xảy ra. Bởi vậy, Thánh Kinh mới nói rằng chúng ta là một chúng sinh cao cả nhất trong vũ trụ. Con người là chúa tể của vũ trụ, phải không? Đó là tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng con người là Phật tương lai. Mạng người là quý báu nhất. Cơ hội được sinh ra làm người là cơ hội hiếm có, như là một con rùa mù mà chỉ nổi lên mặt nước mỗi vài trăm hoặc vài ngàn năm một lần và tình cờ chui vào lỗ của một miếng ván trôi qua. Thân người là rất quý, vậy chúng ta phải thanh tịnh thân khẩu ý của mình. Không nên đổ thừa thời tiết, ham nóng toàn cầu hoặc trách Thượng Đế không cứu mình. Chúng ta là Thượng Đế. Chúng ta là Chúa Tể của muôn loài. Chúng ta là tạo vật quý báu nhất của Thượng Đế. Cho nên thân thể chúng ta có lực lượng rất vĩ đại. Chỉ vì quý vị chưa đạt đạo nên không biết. Quý vị nói rằng tôi là vô sở bất tại. Đó đều là bởi vì tôi đã đắc đạo. Không có gì lớn lao. Nếu đắc đạo, quý vị cũng sẽ giống như tôi. Ít nhất cũng gần bằng tôi. Bất kể tôi từ cảnh giới nào xuống đây, bên trong thân thể này tôi có công cụ giống y như quý vị. Mặc dù chúng ta khác nhau trên kia. Cả hai chúng ta đều ở trên địa cầu vào khoảnh khắc này. Đều có cùng thân thể và trang bị tương tự nhau. Nếu cùng tu pháp môn với tôi, quý vị sẽ giống y như tôi. Quý vị không cần thần thông trên kia. Bởi vì quý vị sẽ có lực lượng hơn và quý vị sẽ khác. Đó là tại sao chúng ta nên giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh. Người trên thế giới thân khẩu ý không thanh tịnh. Nhiều người không thanh tịnh. Càng ngày càng có nhiều thù hận, chiến tranh và tranh giành đổ máu vì danh lợi. Và sát sanh quá nhiều. Thú vật cũng có linh hồn. Nếu chúng ta phạm tội sát sanh hoặc khuyến khích loại giết chóc đó, dĩ nhiên thời tiết sẽ thay đổi. Bởi vì những vị thần đó làm theo mệnh lệnh của chúng ta. Vì chúng ta là chúa tể của muôn loài, những vị thần không thể so sánh với chúng ta. Họ đến đây chỉ để giúp chúng ta. Họ nghĩ họ đến đây để tạo thời tiết tốt cho chúng ta. Cho chúng ta làn gió trong lạnh. Đêm trăng mát mẻ. Ngày nắng ấm áp với nhiệt độ điều hòa. Nhưng vì tâm trạng chúng ta quá xấu. Quá bức rứt, quá bạo lực. Ngay cả những vị thần cũng không biết phải làm sao. Họ không đến đây để làm bảo tố. Nhưng chúng ta là chủ. Họ hành động theo ý của chúng ta. Nếu quý vị làm việc cho chủ, có phải quý vị làm theo ý của họ không? Cho nên bất cứ chúng ta muốn gì, họ sẽ làm. Nếu tâm trạng, thái độ và tư cách chúng ta bạo lực và hỗn loạn, chắc chắn sẽ có thời tiết giông bão. Bởi vì chúng ta là bộ chỉ huy, chúng ta là chủ.
Vì chúng ta là chủ, bất cứ chúng ta nghĩ gì những vị thần sẽ tạo ra như vậy. Đó là vì sao ta nói nếu cả thế giới ăn chay, thế giới sẽ hòa bình và địa cầu sẽ thay đổi. Bởi vì chúng ta là chủ, điều gì chúng ta muốn sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta phải cẩn thận điều gì mình muốn. Dĩ nhiên quý vị muốn làm một vị Phật, muốn từ bi, muốn tu hành và sống cuộc đời rất đạo đức của một vị Bồ Tát. Nhưng chúng ta quá ít so với người thế gian. Cho nên bây giờ chúng ta cần thuyết phục họ ăn chay. Nếu họ ăn chay vì mục đích cứu địa cầu, họ nhất định có tấm lòng tốt. Sau khi ăn chay một thời gian lâu, họ sẽ nhìn thú vật khác hơn. Họ sẽ tự ái hơn ít ra, không có lòng muốn giết hoặc ăn thú vật. Rồi họ sẽ thay đổi rất nhanh. Nếu quý vị tiếp tục đi hướng Nam, dĩ nhiên cuối cùng sẽ đến Nam. Nhưng nếu quý vị nhận ra mình đã đi ngược đường thì chỉ cần quay lại, quý vị sẽ đi hướng Bắc, đúng không? Chắc chắn quý vị sẽ đi ngày càng xa hơn khỏi phía Nam. Không thể sai. Tương tự, nếu người thế gian hồi tâm chuyển ý và thức tỉnh lòng tốt bên trong họ, thì những vị thần cũng sẽ làm những điều tùy theo đó. Đó là vì toàn bộ từ trường sẽ trở nên im ả và dịu dàng. Rồi dĩ nhiên những vị thần sẽ làm tương tự. Bây giờ chủ nhân muốn dịu dàng, hãy làm gió dịu dàng hơn. Bây giờ chủ nhân muốn hòa bình, vậy không thể khuấy động thêm chiến tranh. Không nên giục người ta gây chiến. Không, không nên. Các chủ nhân chúng ta muốn cứu sinh mạng, không muốn sát sanh. Được rồi, hãy cùng thay đổi hoàn toàn từ trường giết chóc đó. Rồi càng ngày càng có ít từ trường giết chóc, để họ không thể lợi dụng từ trường giết chóc nữa. Nếu không có, họ làm sao dùng? Những vị thần, thí dụ thần mưa, thần gió, đều theo chỉ thị của chúng ta. Bất cứ dụng cụ gì chúng ta đưa, họ sẽ dùng. Nếu chúng ta đưa cho họ từ trường hòa bình, họ sẽ dùng từ trường hiền hòa đó. Rồi chúng ta sẽ có thời tiết thuận lợi. Tương tự, nếu quý vị đưa cho thuộc hạ một con dao, và rồi nghĩ đến việc giết một người khác, thì dĩ nhiên anh ta sẽ xông tới trước. Họ như là binh sĩ vậy, làm theo mệnh lệnh của người chỉ huy. Nếu người chỉ huy muốn giết quân thù, họ sẽ đi giết. Hơn nữa, vì họ được trao cho khí cụ như gươm, súng hoặc là cung tên, dĩ nhiên họ sẽ giết. Nếu người chỉ huy nói không giết nữa, tôi muốn đi uống trà, thì binh sĩ sẽ bỏ tất cả vũ khí xuống ngay lập tức. Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Những vị thần cũng giống vậy. Thần gió và thần mưa đều theo mệnh lệnh của chúng ta. Không phải chúng ta dùng ngôn ngữ nói rằng ta muốn giết người, ta muốn thời tiết bão tố. Không, không. Từ trường chúng ta tạo ra sẽ trở thành một loại công cụ. Công cụ đó sẽ được các vị thần diễn giải như chủ nhân muốn tôi lấy sinh mạng, chủ nhân muốn tôi gây chiến, chủ nhân muốn tôi bão lớn. Hiểu ý được không? Dạ hiểu. Do đó chúng ta có bão tố, động đất, có lục lội, vân vân, đều do con người tạo ra. Nhưng ta nói được với ai đây? Họ đều thiếp ngủ. Bây giờ chúng ta nghĩ cách lai họ thức dậy và nói thức dậy, mau thức dậy, nhà mình bị cháy, dậy mau. Nhưng họ vẫn ngủ. Đó là lý do ta nói chúng ta phải ăn chay. Nếu mọi người đều ăn chay, thời tiết sẽ thay đổi, điều này rất hợp lý. Nhưng ta không thể chứng minh. Nếu ta nói với quý vị hiểu ngay. Nếu ta nói với người ngoài, không biết họ có hiểu không? Được rồi, chỉ vậy thôi. Cho nên chúng ta có thể có bất cứ gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể biến địa cầu thành thiên đàng. Chúng ta cũng có thể biến địa cầu thành địa ngục.
cách nào chúng ta cũng đều có thể thực hiện được. Chúng ta không thể trách trời trách đất. Trời và đất đã ban cho chúng ta tất cả quyền hành, tất cả thần thông và tất cả khả năng. Bởi vì chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta có cùng lực lượng, cùng lực lượng như cha chúng ta, không khác bao nhiêu. Chỉ là chúng ta bị kềm chế một chút ở đây. Nếu lên thiên đàng, chúng ta sẽ giống như Ngài, gần giống vậy. Bất kể chúng ta có giống nhau không, hoàng tử không khác vua nhiều lắm. Cho dù anh ta không ngồi trên ngai, nhưng ta vẫn là hoàng tử, cũng mạnh bằng và rất có uy quyền. Chúng ta cũng vậy. Tất cả đều tùy vào chúng ta muốn làm gì với lực lượng này. Cả vũ trụ lắng nghe chúng ta. Rắc rối là ở chỗ này. Chúng ta có thể dùng lực lượng ở những nơi khác nhau. Thượng đế cũng ban cho chúng ta tự do, ý chí tự do này. Rắc rối là ở đó. Không ai có thể ngăn chặn chúng ta, ngay cả thượng đế. Thượng đế rất dân chủ. Nếu thượng đế kềm chế người ta sẽ không tốt, phải không? Ngài không thể được xem là thượng đế nữa. Ngài sẽ như là một nhà độc tài. Dĩ nhiên thượng đế sẽ không kềm chế chúng ta. Ngài cho chúng ta tự do, nhưng nếu không chọn một cách sáng suốt, chúng ta sẽ bị hư hại bởi sự tự do này. Chúng ta thấy được điều này. Lý do địa cầu mà bây giờ thành như vậy là bởi vì chúng ta đã lạm dụng ý chí tự do của mình. Chúng ta không chọn con đường tốt. Dĩ nhiên có quỷ ma dụ dỗ chúng ta, nhưng bản thân chúng ta cũng có lực lượng bẩm sinh. Chúng ta có trí huệ để phán đoán. Nếu chúng ta mù quáng nghe theo, dĩ nhiên đó là lỗi của chúng ta. Nhưng tôi hiểu, tôi không trách thế nhân. Mọi người đều bị xỏ mũi dắt đi. Đôi khi chúng ta tỉnh thức, nhưng hơi quá muộn. Nhưng vẫn tốt hơn là không tỉnh thức. Vì toàn xã hội như vậy, nếu muốn làm điều gì khác, chúng ta cũng không biết làm sao, phải không? Bây giờ quý vị hiểu chúng ta vốn không nên ăn thịt. Nhưng trước kia không ai nói với chúng ta điều này. Chúng ta đã bị ép ăn thịt từ lúc nhỏ. Không ăn sẽ không lớn. Đâu ai muốn nhỏ và thấp thế này. Làm sao lập gia đình được? Cho nên dĩ nhiên chúng ta phải ăn. Nếu không mẹ sẽ giận. Giận không phải bởi vì bà hung dữ, mà đó là bởi vì cách mà mẹ của bà đối với bà trước kia. Mẹ của bà muốn bạn thịt, cho nên bà chỉ theo những điều dạy đó. Không ai có thời giờ để tìm hiểu về điều đó. Chúng ta đều tin tưởng vào thế hệ già hơn, chính phủ hoặc những người gọi là chuyên nghiệp. Cho nên chúng ta đều bị gạt. Chúng ta bị gạt trước kia. Đa số người trên thế giới cũng đều bị gạt. Bởi vậy chúng ta muốn giúp họ thức tỉnh. Nếu họ thức tỉnh, có lẽ chúng ta cứu được địa cầu. Ta chưa bỏ hy vọng này. Còn chưa. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian. Chúng ta chỉ có 1.440 ngày kể từ hôm nay. Nếu đếm từ hôm nay, không, không nhiều vậy. 1.439 ngày. 3-4 năm nghe xa xôi quá, không nhiều. Bây giờ tôi đếm ngày để quý vị biết rằng chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa. Bằng không người ta sẽ nói rồi, chúng ta sẽ có 2-3-4-5 năm nữa, vẫn còn thời gian. Nếu đếm bằng năm thì nghe như lâu quá, nhưng thật ra chúng ta chỉ còn có 1.400 ngày. Có phải là 1.440 ngày là khoảng hơn 3 năm không? Nếu cả thế giới không ăn chay, ngoại trừ những người như chúng ta đã ăn chay rồi, thì sẽ còn lại chỉ 1.439 ngày kể từ hôm nay. Bởi vì một ngày nữa đã qua, hiểu không? Dạ hiểu. Nghe có lâu không? Dạ không. Không. Nếu không ai gia nhập đến ăn chay với chúng ta, thì mọi người sẽ cùng đi. Không ai sợ ai khác nữa. Chúng ta đều đồng thuyền, phải không? Nếu thế giới không thay đổi, chỉ một số ít người gia nhập với chúng ta, thì sẽ không tạo nhiều khác biệt.
chỉ vài ngày khác biệt. Nếu có quá nhiều nghiệp quả thì chúng ta không vượt qua được. Ta đã trải qua nhiều khó khăn trong đời. Từ khi ta đảm nhiệm sứ mệnh này, ta đã trải qua nhiều khó khăn rồi. Đã trải qua nhiều nguy hiểm rồi. Đã xoay sở nhiều tình cảnh nguy hiểm rồi. Nhưng tình cảnh này ta không xoay sở được. Ta đã trải qua nhiều tình cảnh. Ta đã trải qua nhiều khó khăn và tôi đã có thể giải quyết. Nhiều tình trạng nguy hiểm mà tôi gặp phải, nhưng việc này tôi không thể giải quyết. Việc này tôi cần cả thế giới cùng giải quyết với tôi. Bởi vì nhân quả xấu của toàn thế giới không thể gánh bởi một người, cho dù người đó là ai. Luật nhân quả không cho phép. Nếu làm được, tôi sẵn lòng chết cho cả thế giới tức thì. Chỉ vì tôi không thể làm vậy, tôi thật sự bất lực. Bởi vì tôi bất lực, tôi van nài cả thế giới xét đến việc ăn chay, bỏ xuống con dao đồ tể và thành Phật ngay lập tức. Thế giới sẽ thay đổi vì chúng ta. Tôi không thể giải quyết khủng hoảng này một mình. Tôi hy vọng cả thế giới có thể thay đổi tốt hơn, hiền từ hơn. Tôn trọng sinh mạng của con người và thú vật và tất cả trường chai, rồi chúng ta có thể cứu địa cầu. Tôi chắc chắn điều này không vấn đề. Bây giờ thiền. Được rồi, quý vị thiền. Dạ. Gặp lại sau nhé. Dạ. Hẹn gặp lại quý vị. Xin sư phụ bảo trọng. Cảm ơn quý vị thông dịch. Quý vị dịch tiếng gì? Dạ, tiếng Tiệp Khắc. Tiệp Khắc à, có bao nhiêu người Tiệp Khắc ở đây? Dạ, 10 người. 10, họ ở đâu? Dạ, họ ở dưới lầu. Cảm ơn tất cả quý vị nhé. Lại khóc nữa à? Tại sao quý vị luôn khóc? Được, cảm ơn rất nhiều về việc thông dịch. Sẽ sớm gặp lại quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau rất sớm. Tôi sẽ trở lại.